Xin chào cả nhà, xin chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của gia đình mình. Thì như mọi người đang thấy là cái bàn này là có rất là nhiều ốc vít, tại vì ốc vít nè, rồi là những cái thanh gỗ. Đây là cái garage nhà mình, thì garage ở bên Mỹ thì lúc nào nó cũng bừa bộn chứ không có phải là gọn gàng đâu, nhưng mà tại vì mình đang làm cái project, mình đang làm cái dự án này cho nên là nó cũng bị bừa bộn chứ không có gọn gàng được. Thì đây là những cái thanh gỗ. Gia đình mình là đang có một cái project rất là lớn, đó là làm cái đu đưa cái này này đó, đang build cái này cho mấy đứa nhỏ, cho các con của mình. Thì đây là có rất là nhiều, có cái trượt xuống nè, rồi là có trèo lên đá nè, rồi là đu đưa, rồi có cái nhà ở dưới chỗ này là sẽ có cái một cái bàn ghế để picnic. Bên này là có cái monkey bar, là giống như nó đi bộ trèo lên cầu thang này, xong rồi là nó có mấy cái thanh sắt ở đây để cho tụi nó bu qua đây. Thì hai vợ chồng mình mới bắt đầu làm hôm nay, thì làm trời rất là nóng mà phải build trong garage, thì build rất là nhiều, được bữa nay cũng build được nhiều nhiều cái ấy lắm. Thì đây là cái cửa sổ của cái nhà nè, bên kia là cái mái là mái nhỏ thôi, còn một cái mái lớn nữa. Thì là bữa nay làm hình như là cũng từ 12 giờ cho tới 9 giờ đêm, 12 giờ trưa tới 9 giờ đêm thì cũng mới vừa hoàn thiện. Mọi người thấy nè, build một cái này á, build một cái nhà này á, là có nguyên cuốn sách dày vậy nè. Thì cuốn sách này là cuốn sách hướng dẫn để mà mình lắp lắp ráp từng từng chi tiết, từng bộ phận vô. Thì khi mà cái bốn cái thùng lớn á, là khi mà mình mở ra thì là mình lấy hết những cái gỗ, những cái đồ nghề ra, thì mình phải sắp xếp lại theo cái chữ cái. Có một cái chữ A, giống như là A, B, C, D gì đó. Là chữ A là nó sẽ có A1, A2, A3, A4, A5. Thì ví dụ như đây nè, đây là chữ M. Thì những cái ký hiệu chữ này thì mình cứ nhìn theo cuốn sổ, mình cứ theo ký hiệu mà mình ráp vô. Giống như M là có từ M1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới nè, tới 26 luôn nè, rồi cho tới 30 mấy luôn. Thì nói chung nó rất là nhiều, là nó có A, B, C, D, nó có rất là nhiều chữ cái. Thì đây, như cả nhà thấy, ráp vô. Thì đây, mình có những cái thanh gỗ nhỏ nhỏ rất là nhiều. Thì là mọi người nghĩ đi, làm từ 12 giờ trưa cho tới 9 giờ tối là mới được khoảng 30% thôi. Mới được khoảng 30% thôi. Thì ngày mai là mình không đi làm, mình ở nhà, thì hai vợ chồng mình với lại có mấy đứa con nó cũng phụ chút ít nữa, thì ngày mai sẽ làm tiếp. Thì có thể ngày mai làm cũng khoảng 8 cho tới 10 tiếng nữa, thì để coi thử sẽ làm được bao lâu. Thì khi nào mà mình làm, bữa hôm nay là mình lắp được bữa nay là mình lắp được cái này rồi nè. Thì mình đã lắp được một cái monkey bar này, cái cầu thang này nè, mình lắp được cái trượt xuống nè, cái slide, mình lắp được cái rock climb á, là trèo cái mi kệ trèo đá lên nè, rồi mình cũng lắp được cái khung này, rồi xuống tới đây lắp được cái mái ngói nhỏ, nhỏ này nè, mái ngói nhỏ nhỏ này mình mới chỉ cho cả nhà coi, đó là cái mái này đây. Thì đó là bữa nay mới làm được chỉ có chừng đó thôi đó. Thì làm được cái phần nào thì mình đem hết ra ngoài ăn, sau hè mình để rồi. Thì còn lại đây là những cái mình phải lắp vô rất là nhiều thứ nhỏ 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 với nhau. Thì khi nào mà mình lắp một cái phần lớn á, khi mà mình lắp những cái phần nhỏ đó lại với nhau để thành một cái này luôn á, thì lúc đó mình sẽ quay phim, tại vì nó có quá là nhiều, với lại nó quá lâu để mà quay phim, cho nên là mình không, hiện bây giờ thì mình không có quay, bây giờ mình chỉ nói sơ lại cho cả nhà coi. Thì đây là cho cả nhà coi cái thùng đồ nghề này, nó thùng đồ nghề ốc vít nè. Trời ơi, bữa nay làm là mệt túi bụi luôn á. Nội mà biết không, nội mà tìm những cái cốc ốc vít này nè là phải theo cái ký hiệu, cái số của nó mình tìm á. Đây nè, 1009 nè, thì là phải tìm những cái số ký hiệu này nè, rồi là tìm những cái thanh gỗ cũng mang những cái ký hiệu nhỏ 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 đó, đó là hả, cũng mắc là biết bao nhiêu thời gian. Nhưng mà mình, tại vì làm cái này mà nếu như mình không có sắp xếp theo chữ cái, theo thứ tự thì mình làm rất là lâu, tại vì nội tìm không là mình đào lên, mình tìm không là mình cũng đã mất thật nhiều thời gian, đã mệt lắm rồi, cho nên là phải chịu khó sắp xếp đâu vào đó. Bên khu này là chữ M nè, bên khu này chữ M, bên khu này là chữ R nè, rồi là chữ N nằm ở đây, rồi chữ K nằm bên kia, rồi bên kia là chữ G nè, rồi bên này là chữ chữ H nè, rồi ở trên kia là chữ E, rồi bên này nữa là chữ B, còn bên này nữa thì là
cái số. Thì đó, thì mình phải sắp xếp hết tất cả mọi thứ như vậy đó, để rồi mình mới lắp lại. Nhưng mà nó rất là nhiều cả nhà ơi. Nói chung bên Mỹ này mà mình mua một cái món gì á, mua tủ, mua giường ha, mua bất cứ gì thì mình cũng phải lắp vô hết á. Người ta gửi thùng, đóng thùng gửi tới cho mình, nhưng mà mình phải tự lắp lại hết chứ không có mà lắp sẵn. Cái này là nếu như mình muốn thì mình vẫn có thể yêu cầu có người tới nhà lắp cho mình, nhưng mà mình trả là cũng mấy trăm, hình như là 500-600 hả, 400-600 đô gì đó, chứ không có phải rẻ đâu. Nhưng mà mình vợ chồng mình tự làm. Thì ngày mai thì gia đình mình sẽ làm tiếp, thì mình chỉ nói chung chung vậy cho cả nhà biết thôi. Từ khi nào mà mình tới cái khúc mà quan trọng nhất là mình sẽ lắp hết toàn bộ những cái phần nhỏ lại với nhau, thì lúc đó mình sẽ quay phim cho cả nhà coi. Strategy smart, I'm not gonna
pretending that I don't know who you are every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? If you think that strategy's smart, I'm not gonna defend my beating heart. What's the story behind the
mountain you're trying to climb. Think I've heard it before in a movie line. We can ride our own enemies time. So tell me, where are you now when your head is
find out now. Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking out loud. Yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now. All I do is thinking out loud. Cause I'm running with these emotions, stumbling out of bed. One hell of a roller coaster. You're messing with my head. I'm ending up so clueless. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you want? Drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was love. Bet that you felt the same. Left again, left again, oh.